Sau hơn nửa năm kể từ khi ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Trung Đông, nước xanh Thái Lan đã giới thiệu Terra 2021 phiên bản nâng cấp Philips mới với giá bán từ 820 triệu đến 1 tỷ đồng. Sau khi bán ra ở Thái Lan, nước xanh Terra 2021 sẽ sớm về Việt Nam. Phiên bản và giá bán quy đổi của nước xanh Terra 2021 tại Thái Lan như sau: bản 2.3 Twin Turbo E2WD giá 820 triệu đồng, bản 2.3 Twin Turbo VL2WD giá 991 triệu đồng, bản 2.3 Twin Turbo VL4WD giá 1 tỷ 025 triệu đồng. Tất cả các phiên bản của Nissan Terra 2021 tại Thái Lan đều sử dụng động cơ dầu 4 xi lanh dung tích 2.3 lít tăng áp kép cho công suất cực đại 190 mã lực tại vòng tua máy 3.750 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 450 Nm đạt được tại giải vòng tua từ 1.500 đến 2.500 vòng trên phút. Sẽ sử dụng kết hợp với hộp số tự động 7 cấp như cũ và hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu, có khóa vi sai cầu sâu. Động cơ dầu tăng áp kép 2.3 lít này đã sử dụng trên phiên bản trước đó của Nissan Terra tại thị trường Thái Lan. Nissan Terra 2021 sử dụng hệ thống treo trước sử dụng kiểu độc lập xương đòn kép, phuộc kết hợp với thành ổn định, treo phía sau treo kiểu đa liên kết, phuộc kết hợp với thành ổn định, trang bị phanh đĩa trước và sau. Ở phiên bản Nissan Terra 2021 mang nhiều thay đổi ở thiết kế, chủ yếu tập trung vào phần đầu xe, gồm đèn pha LED thiết kế mới sử dụng 4 bi LED, tự động bật tắt, lưới tản nhiệt phía trước thiết kế mới rộng hơn và được mạ chrome, cản trước thiết kế mới. Sẽ sử dụng đèn sương mù LED trong khi đèn hậu LED cũng được thiết kế lại, đồ họa lại với hai đường viền LED sắc sảo thay cho kiểu móc câu cũ, đổi mới thiết kế mâm xe, dàn chân lắp bộ mâm 18 inch kiểu 6 cháu, sơn hai tông màu, cấp sau có cảm biến đá mở cốp. Nhìn chung bản nâng cấp Philips của Nissan Terra 2021 được thay đổi khá nhiều, tương tự như một thế hệ hoàn toàn mới chứ không dừng lại ở bản nâng cấp Philips cuối đời. Nội thất Nissan Terra 2021 được đập đi xây lại với bảng điều khiển phía trước và vô lăng thiết kế mới nhìn đẹp mắt hơn, đồng thời mang phong cách sang trọng hơn trước. Trang bị vô lăng ba chấu thiết kế mới thay thế cho vô lăng cũ không được đánh giá cao về tính thẩm mỹ. Nội thất bọc da hai tông màu be và đen đỏ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Nissan Terra 2021 sử dụng màn hình hiển thị thông tin lái xe TFT màu 7 inch kết hợp với đồng hồ kiểu analog. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch mới, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto và hệ thống định vị. Sử dụng 8 loa của thương hiệu Bose, trang bị màn hình giải trí cho hành khách phía sau, điều hòa tự động đa vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế sau, bố trí trên trần xe, phanh tay điện tử và nút gập ghế tiện lợi. Về an toàn và hỗ trợ lái, Nissan Terra 2021 trang bị loạt phanh ABS, BA, EBD, kiểm soát ổn định, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đeo, phát hiện vật thể chuyển động. Bên cạnh đó, Nissan Terra 2021 còn có trang bị hiện đại như hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lái xe mệt mỏi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, gương chiếu hậu thông minh, cảnh báo áp suất lốp, màn hình xem xung quanh 360 độ, cảm biến đổ xe phía trước và sau ở vị trí và 6 túi khí. Tại thị trường Việt Nam, Nissan Terra là dòng xe SUV không được ưa chuộng. Lý do chính là đơn vị nhập khẩu thiếu sót phiên bản máy dầu số tự động một cầu, cấu hình được ưa chuộng nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Nissan Việt Nam trước đó chỉ phân phối bản máy dầu số sàn hướng đến khách mua xe chạy dịch vụ. Tuy nhiên, phiên bản số sàn của Terra ít được quan tâm và không mang tính cạnh tranh cao, trong khi bản máy xăng 2.5 lít công suất không mạnh mẽ để cạnh tranh với các phiên bản hàng đầu của Toyota Fortuner hay Ford Everest. Hy vọng trong thời gian tới, Nissan Terra 2021 sẽ về Việt Nam có phiên bản máy dầu 2.3 lít tăng áp kép đi kèm với phiên bản khác nhau đáp ứng cho nhiều mục đích sử dụng. Ngoài ra, thiết kế và trang bị hấp dẫn của Terra 2021 còn giúp mẫu xe này cạnh tranh tốt với các đối thủ. Các bạn nghĩ sao về Nissan Terra 2021 sắp về Việt Nam? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh ô tô Sài Gòn, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.